Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 020. Bài này làm trong khóa tổng ôn lý thuyết vô cơ, phần đếm phản ứng xảy ra. Các em có thể tham gia khóa học này bằng cách là truy cập vào trang web trên đỉnh này. Quay lại bài mã số ID là 020. Trước khi xem video phần này, các em tải link đề về làm trước. Sau đó các em so sánh với video, xem những phản ứng nào bị thiếu hoặc phản ứng nào mà các em sai thì các em bổ sung luôn cho thầy. Bài mã số ID 020 này, đáp án thầy chọn là B, có 4 thí nghiệm được chọn và đó là cả 4 thí nghiệm luôn. Lý do vì sao được chọn được thầy giải thích như sau. Với thí nghiệm A, tạo ra kết tủa PBS, kết tủa này tồn tại trong môi trường axit, vì thế nó xảy ra phản ứng OK. Đó. Phản ứng này nhớ hộ thầy nó tạo ra cả HNO3 loãng, vì thế PBS không phản ứng HNO3 loãng luôn. Do đó phản ứng này mới thu được kết tủa là PBS. Và nó phản ứng xảy ra. Thí nghiệm B của thầy là CaO thả vào nước. Đây là thí nghiệm mà người ta gọi là tôi vôi đây. Thả vôi sống vào nước, kết quả thu được CaOH tất cả hai lần, vôi tôi. Thí nghiệm C của thầy là thí nghiệm phản ứng giữa axit CH3COH với Na2CO3. Phản ứng này cơ bản không có gì ghê gớm cả. Phản ứng tạo khí CO2. Sục khí clo vào kiềm, kết quả thầy có một trong hai trường hợp xảy ra. Nếu như thầy dùng CaOH là lần ở dạng huyền phù thì kết quả sẽ thu được là clo rua vôi CaOCl2 vào nước. Còn nếu như ở trạng thái dung dịch thì thầy thu được hai muối này vào nước. Đó. Như vậy kết quả thầy có là 4 thí nghiệm được chọn. Đáp án thầy có là B là chính xác.